thế ngồi chồm tưởng chừng là bình thường ở châu Á. Tuy nhiên ở Âu Mỹ, những người ở đây thường không làm tư thế này. Trong đầu hôm nay, hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này nhé. Người châu Âu có muốn bắt chước cũng khó có thể học theo một tư thế mà người châu Á, đó là tư thế ngồi xổm. Ngồi xổm đối với người châu Á không có gì xa lạ, đây là tư thế mà đi đâu chúng ta có thể bắt gặp. Ngồi xổm cũng tự nhiên như cách chúng ta thở ra hít vào. Tư thế ngồi này cũng là một tên gọi riêng, The Asian Squat. Đa số người trưởng thành ở châu Âu rất khó để có thể ngồi xổm. Thêm một điều tra cho thấy chỉ 13,5% người Bắc Mỹ có thể ngồi xổm. Trong con số này có đến 9% là người gốc Á, còn lại là tập yoga. Một điều tra khác trên quy mô toàn thế giới cho hay 2/3 số người tham gia không thể ngồi xổm được. Ngồi xổm là tư thế rất đơn giản mà người châu Á, nhưng người châu Âu đây là tư thế khó thực hiện. Một nghiên cứu nhận định ngồi xổm bắt nguồn từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên của Ấn Độ, nhưng ảnh hưởng sâu rộng nhất là tại Trung Quốc và trở thành biểu trưng của đất nước này. Trong bộ phim American Dream với sự góp mặt của Huỳnh Hiểu Minh, hình ảnh ba nhân vật chính ngồi xổm trên đất nước Mỹ trong poster quảng cáo để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Thậm chí cảnh sát Trung Quốc ngày nay cũng quen bắt nghi phạm ngồi xổm đưa hai tay ra sau gáy. Ngồi xổm rất thịnh hành các nước Đông Nam Á, đợi xe, hút thuốc, lây la theo những gánh hàng rong vân vân, chỗ nào cũng có thể ngồi xổm được. Nhiều người ngồi trong tư thế ấy cả ngày mà không hề tê chân, đau lưng. Ngồi xổm gắn chặt với linh hoạt của cơ thể và các cơ chân tay. Điều này trong mắt những người mắt xanh mũi ló khó có thể làm được, cố lắm họ phải kiễng chân lên mới có thể ngồi xổm được. Chân người châu Á ngắn, điểm thăng bằng thấp hơn so với người Âu Mỹ. Nhiều người cho rằng đây cũng chính là nguyên nhân khiến kiểu nhà vệ sinh xí phổ biến ở châu Á. Ngồi xổm kiểu phương Tây kiễng hai mũi chân, lực toàn thân dồn lên đầu gối và mũi chân rất có hại cho hai bộ phận này. Và chỉ mũi chân tiếp xúc với mặt nền đất nên ngồi kiểu này sẽ không vững, xô nhẹ sẽ đổ ngã. Trong mắt những người phương Tây, ngồi xổm vẫn là đặc trưng riêng của người châu Á, nhưng trên thực tế mọi người đang dần dần nói tạm biệt với ngồi xổm. Ngồi xổm không phù hợp ở những nơi công cộng đông người, ngoài ra ngồi xổm cũng không tốt cho việc tiêu hóa nên càng ngày càng ít người ngồi xổm ăn cơm. Sau đây là những bài tập giúp bạn cải thiện cơ vùng này để bạn có thể linh hoạt hơn một chút. Kênh Workout Nation là kênh tổng hợp tất cả những bài tập trong phòng gym và ở tại nhà. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. So there's this thing called the Asian squat. It's when both of your feet are flat on the ground, but your butt is not touching the ground. Not many people can do it. Can you? So there's this thing called the Asian squat. It's when both of your feet are flat on the ground, but your butt is not touching the ground. Not many people can do it. Can you? So there's this thing called the Asian squat. It's when both of your feet are flat on the ground, but your butt is not.
I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I've been stuck on you.